Việt World TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một tin tức về showbiz Việt Nam, đó là Ngọc Trinh lộ chân chằng chịt vết sẹo, liên tục than đau, vẫn chịu khó diễn tập. 4 triệu follow đúng là không tự nhiên mà có. Vào thời gian nghỉ dịch, Ngọc Trinh vẫn hàng ngày làm việc và cho ra đời những clip hài hước thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhưng để được như vậy, cô đã phải trải qua khá nhiều gian nan. Vậy là Ngọc Trinh đã trở thành nghệ sĩ tiếp theo của showbiz Việt cán mốc 4 triệu người theo dõi trên Instagram sau Sơn Tùng và Chibu. Điều trên chứng tỏ sức ảnh hưởng không hề nhỏ của nữ hoàng nội y trong lòng công chúng. Rất nhiều người hâm mộ dành cho lời chúc mừng đến người đẹp gốc Trà Vinh với hy vọng cô sẽ sớm có thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Nhưng để đạt được trái ngọt này, Ngọc Trinh đã phải nỗ lực rất nhiều. Trên một story mới đây trên Instagram, cô nàng khiến dân tình xót xa khi than thở về việc bị té đau mông, chân thì chằng chịt những vết sẹo do diễn tập. Dù vậy, cô vẫn không rời sắp giấy kịch bản để hoàn thành nốt công việc. Quả là một con người hết lòng hy sinh về nghệ thuật đấy. Gương mặt cô cau lại vì đau, tay vẫn cầm sắp giấy kịch bản không rời. Khoảnh khắc đằng sau ống kính, đằng sau những thước phim sống ảo, làm ai nhìn vào cũng chạnh lòng. Còn đâu đôi chân dài, bao người mơ ước, giờ đây đã đầy vết sẹo rồi. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những hình ảnh và clip cực kỳ đầu tư trên Instagram, khiến nhiều người hâm mộ cực kỳ thích thú. Nhờ vậy mà các fan của cô mới biết idol nhà mình lầy lội và mặn mà hết sức. Nói đi nói lại cũng phải dành thêm nhiều lời khen cho Ngọc Trinh bởi tinh thần lăn xả vì công việc để đưa đến những sản phẩm tốt nhất cho công chúng. Bóng hồng chẳng ngại diễn tập vất vả, chẳng ngại trầy trật bất chấp việc để lại sẹo hay toàn thân ê ẩm. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin về showbiz. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày thật an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.